Okay, liên quan những cái động cơ công suất cao qua hộp số à. Ví dụ những cái mà 24V này nè, 185W, đầu ra 100 vòng 1 phút thì các bạn ứng dụng được rất là nhiều nha. Cái này mình bao xài nha các bạn, hàng động cơ 3 pha không chổi thang. Cái này hàng tháo trên xe hơi xuống à, rất là đẹp. Cái này nó cũng giống nhau nha, 185W qua một hộp số nhông nhông thép. Còn bộ này là 48V 500W. Mình còn 3 bộ nha. Còn 3 bộ. Đây mình giới thiệu những cái động cơ công suất cao. Một bộ thủy lực. Bộ thủy lực 24V 3,2 kW. Loại này thì khách nào chế lên xe một chiếc xe cuốc nhỏ nhỏ hoặc là xe những anh nông dân chế xe rồi đó nha, xe mà chế ti thủy lực á thì lấy bộ này nha, bộ này. Còn cái cầu này mình bán lại nha các bạn, mình bán lại 1,5 triệu nha. Tại vì mình bây giờ mình kiếm cái xác à, kiếm cái xác luôn chứ không có ráp nữa, tại vì bận quá và mình cũng không nói vậy thôi chứ mình cũng không biết ráp sao. Cái 5,6 kW nha. Tua 8800 48V. Cái này khách nào xe những chiếc xe tải cao nha, chế những chiếc xe tải cao tua nhanh đó, thì lấy. Liên quan sạc vô tải cao thì hiện tại mình còn một cái hai cái 7,3 kg tua 6500 tải nhiệt nước. Còn cái này quá dữ luôn, đau lưng quá không có test nổi các bạn. 10k vòng. Nó khoảng 10 kW. Cái 2,8 kg. 2,8 kg bữa mình test tua 2,6 kg. KW Mitsubishi. Liên quan tới động cơ công suất cao. Bó tay rồi, bây giờ hàng không chỗ chất. Giờ mình đang suy nghĩ cách để mình thiết kế lại kho để hàng hóa nó nằm đúng vị trí. Một cái 4 kW 1000 vòng. 1000 vòng nha. 4 kW phát điện. Thì ngoài ra mình còn có phát điện hiện tại còn 3 loại thôi các bạn. Một loại tua 182 vòng, 182 vòng, 2,6 kW Panasonic Made in Japan. Cái này thực ra mình chưa có rảnh nữa các bạn, rảnh mình lên cái vàng này nè cho nó kéo kéo chạy mình test chơi. Nhiều dự án trong đầu mà chưa có làm được. À, hôm qua mình có nhận đơn của một anh khách nha, anh làm cái máy cắt tự động 20. À, cái bộ này mình sẽ làm cho ảnh. Và ảnh xài luôn cái hệ điều khiển XC609D. Là một bộ điều khiển offline. Rất là tuyệt vời. Anh khách này mà xài xong cái bộ này rồi là không muốn xài bộ khác nữa các bạn. Tại vì nó cực kỳ dễ sử dụng. Mà độ chính xác cực cao. À, nó là chuẩn G-code của hệ phanh nút. Chuẩn quốc tế. Ra đi vô con. Ok, liên quan tới những dự án mà động cơ công suất cao, tải cao, khách nào cần liên hệ nha. Thậm chí thì mình có thể lấy cái trục thứ nhất của một cái khớp harmonic để mình làm luôn nha. Có thể, hoặc là trục thứ hai hoặc trục thứ ba, hộp số harmonic tỷ lệ 1/120 siêu tải. Nó chịu tải, một cái trục này nó chịu tải toàn bộ cái thân này. Khoảng cái trục này thì chịu tải cho cái trục này chứ. Còn đây nè, nó chịu tải cỡ 100 kg hơn. Tải 100 kg hơn. Ok, khách nào cần dự án nào mà tải cao quá liên hệ mình nha.